Chẵn lẻ banh .bit, website chơi chẵn lẻ banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ 3 giây, website đầu tiên chơi được lên banh, event hoàn tiền mỗi ngày, các thắng tờ nhận thưởng quá to, ghi cốt, nhiệm vụ ngày nhận quà cực khủng, nhanh tay truy cập chẵn lẻ banh .bit. Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì đúng với cái tiêu đề của clip thì ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho bạn người anh em tên là Nguyễn Duy ở cái book Big Time, nhưng mà người anh em này muốn săn hai cầu thủ Man U anh em ạ. Nói chung là bảo khô máu với cái book Man U này. Là ra được hai cầu thủ Man U thì dừng lại. Đấy cho nên là anh em sau khi nạp coin bên mình xong thì người anh em cũng nhờ mình quay luôn. Và giờ thì chúng ta sẽ quay luôn lượt đầu tiên nhá. Ôi chưa ra rồi anh em ạ. Đấy, tiêu đề có ghi là sinh viên nghèo, nhưng mình nghĩ chắc người anh em này cũng không nghèo đâu anh em ạ. Chung là nạp gói 12k8 và xong thì cũng bảo là nếu mà không ra thì lại nạp tiếp. Quay ngọc ra thôi được hai con hàng Paul Scholes, Park Ji-sung này của câu lạc bộ Man U thì thôi anh em ạ. Đấy, chứ là một fan cứng luôn. Mình cũng là một fan của MU. Thành ra là ngày hôm nay hai anh em đều là fan, mà khi mà mình quay mình cũng nói chung là cũng cầu nguyện để cho anh người anh em này ra được hai con hàng MU. Ôi, hai lượt rồi vẫn chưa có động tĩnh gì anh em ạ. Nhớ cho mình quảng cáo chút là mình cũng đang nhận nạp coi US giá rẻ anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu nạp coi thì anh em cứ liên hệ mình qua fanpage hoặc qua số điện thoại Zalo mình có để dưới màn hình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tiếp tục phát nữa nha. Tên ui rồi, nói chung là mùa giải năm nay thì khi mà quay ấy, mà nó mà đã ra thì đèn nó sáng ngay ở cái sân vận động anh em ạ. Thành ra là không ra cái là biết ngay rồi. Chung là từ bình tĩnh nha. Đấy, người anh em là bảo là ưu tiên ra hàng MU nhá, còn khi mà ra hàng MU rồi thì quay sang quay sâu tham được, còn không thì phải bắt buộc phải ra hàng MU anh em ạ. Đây rồi. Ten. Đây rồi, con hàng ở đây. Paul Scholes rồi. Paul Scholes. Ngon. Ngọt lắm. Nói chung mình quay hộ anh em nào nhờ mình anh em nào nạp coi bên mình nhá, mà mình quay hộ ạ thì rất là dễ ra. Nhưng mà khi mình quay nick của mình ạ thì nó lại hơi ối rồi. Mình quay nick của mình thì nó thật là nó lại hơi bị đen. Rất khó ra, nhưng mà khi mà mình quay hộ thì lại dễ ra kinh khủng luôn anh em ạ. Chúng ta tiếp tục đến với cái lượt tiếp theo. Ôi giời, không ra rồi. Cứ màu trắng rất là buồn luôn anh em ạ. Chung là cứ phải có màu vàng xanh hoặc là cái màu màu vàng xanh là màu epic này, còn cái màu gọi là màu hồng đỏ đỏ ấy, lấp lánh ấy, là big time. Đấy. Bình tĩnh. Anh em này thì là mua gói 12k8, nhưng mà mình lại đang bị lỗi, thế là thành ra chỉ phải nạp hai gói 5k7 anh em ạ. Dạo này đang cháy coin, và bây giờ hiện tại thì đến ngày hôm nay thì lại có full các gói nhá, nhưng mà gói 2k và gói 6k đang còn số lượng ít anh em ạ. Thành ra là anh em nào mà có nhu cầu nạp thì anh em nạp luôn nhá, không là thời gian tới là sẽ cháy coin đây anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với lượt quay tiếp theo. Đấy, phải nhử tí anh em. Phải ra vẻ ta đây nguy hiểm một chút. Xem nào. Tình. Ôi trời, không ra rồi. Màu trắng là không thích rồi. Bình tĩnh. Nói chung là mới được con hàng Paul Scholes là mình cũng thấy cũng đỡ hồi hộp phần nào rồi anh em ạ. Dù gì thì nếu mà đỏ thì có thể là sẽ full book, còn không thì nếu mà đen thì chỉ được một ông là cũng hạnh phúc lắm rồi. Quay cái này nó hên xui lắm anh em ạ. Đấy, nhấp nhứ một tí. Đấy, nhử. Đấy, nhử xem là có ra không. Tin. Ôi trời. Vứt hỏng rồi. Càng quá, khả năng phải đi rửa tay phát anh em ạ. Mình đi rửa tay phát đây. Rửa tay rửa xà phòng thơm tho phát để quay phát à. Mấy phát liền không ra ông nào. Chung là hên xui lắm. Ra ông nào đây. Ui, mấy cái ông này không tính tiền nhỉ. Jim Marison à.
James Madison của Leicester City không cần thua, thẻ base còn 5.100 coin. Bình tĩnh nào, vần luôn ván này, không phải gọi là dấp dứ làm gì nữa. Ôi trời, chưa được anh em ạ. Không được, người anh em bảo là quay gọi là sống còn với cái book này luôn. Phải ra được hai cầu thủ con hàng Pausco và con hàng Park Ji Sung thì mới thôi anh em ạ. Nếu mà quay hết coi thì lại nạp tiếp để quay. Đấy. Sống còn với cái book này luôn. Tiếp tục. Đấy, bây giờ mình sẽ nhử xem chỉ số Park Ji Sung phát là xem nào. Pausco này. Xem chỉ số, xem khoa chỉ số phát anh em ạ. Nhấp nháy vào đấy để cho kiểu mình đánh tiếng được mà. Tôi muốn ra những cầu thủ này đấy, kiểu vậy. Đấy, nhấp nhứ. Tần. Ôi trời ơi. Đen rồi. Nhấp nhứ. Mà vẫn không ra. Được rồi, còn 3.300 coin thì quay 9.327. Ôi, thế là chỉ còn có 3 lượt nữa 900 thôi anh em ạ. Làm nào bây giờ nhỉ? Thôi được. Khô máu luôn, tội gì sợ gì. Đấy ơi, ôi trời ơi. Vẫn chưa ra anh em ạ. Ôi ơi, hôm nay là ngày gì đấy không biết. Ôi ơi, con lạy cụ, 9 phương trời, con lạy 10 phương đất. Lượt sau con ra Park Ji Sung được rồi. Park Ji Sung là được ạ. Park Ji Sung phát là con chuyển sang book sâu tham luôn. Đấy, người anh em con nó dặn mình như thế. Quả này quay luôn, không dấp dứ này anh em ạ. Xem là ra nào. Oh my god. Trời ơi, big time. Phanh là pass anh em ạ. Shit, oh, holy shit. Big time. Phanh là pass nhưng mà vẫn chưa đạt được yêu cầu của người anh em đề ra anh em ạ. Người anh em mình không thích big time bằng epic cơ. Vì fan cứng của câu lạc bộ MU Manchester United. Phanh lẹp bát phiên bản Sir Big Time mùa giải 2005. Rất tuyệt vời. Chúng ta vẫn còn 1.500 coin nữa. Quay khô máu luôn mà. Người anh em bảo là quay phải quay ra bằng được. Pausco và Park Ji Sung thì thôi. Đấy, thì mình sẽ tiếp tục mình quay. Rồi thì từ bình tĩnh nhá, phát này để xem chỉ số phát. Đấy. Park Ji Sung thì nói chung là một con hàng mà đá phải nó đá các trừ vị trí thủ môn thôi anh em ạ. Còn vị trí nào mình thấy Park Ji Sung cũng đá được luôn đấy. Quá khỏe luôn anh em ạ. Đối với con hàng Park Ji Sung này quá khỏe, quá đều. Đấy. Ten. Ôi trời ơi. Trắng rồi. Hỏng rồi. Còn 600 coin anh em ạ. Thôi, đã bảo khô máu thì mình vẫn phải khô máu thôi anh em ạ. Bây giờ thì quay hết book hết tiền một phát 6900 rồi. Bây giờ quay 101. Đấy. Còn đúng ông Park Ji Sung rồi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Chúng ta sẽ bây giờ lại vào xem chỉ số tiếp anh em ạ. Dấp dứ để mình, bây giờ mình phải dấp dứ với nó phải không? Nó cũng dấp dứ mình thì mình cũng phải dấp dứ với nó. Đấy, Konami Park Ji Sung này. Đó, anh em nhìn thấy đá. Chỉ có mỗi đá vị trí tiền đạo cắm và vị trí thủ môn là không đá được thôi. Còn lại đá hết anh em ạ. Chỉ số nó quá đều đi. Rồi, có pinball coaching luôn này. Có double tut. Ôi giời ơi. Chẳng nào người anh em phải bảo khô máu cái book này. Không phải khô máu cái book này mà khô máu với con hai con hàng MU anh em ạ. Chứ không phải hai con hàng chứ không phải là Big Time. Đấy. Không được rồi. Khó nha. Còn 500 coin thôi được rồi. Cứ khô máu thôi. Giờ phút này thì còn không ai là quan trọng với tôi nữa rồi. Nhấp nhứ. Bật 5 lần rồi tắt, rồi giữ 5 giây. Tần. Oh my god. Lần đầu tiên. Full book luôn anh em ạ. Full book đúng 11.000 coin. Full book lại luôn. Park Ji Sung.
Bravo. Ui dồi ôi, sướng mổ, nó đã, nó đã anh em ạ, đã quá, đã quá Pepsi ơi, điên rồ mất. Mùi quay đúng 11.000 coi full book này luôn anh em ạ. Đó đấy, quá đỏ, thật sự là quá đỏ. Mình quay hộ thì mình rất là đỏ, nhưng mà khi mà mình vào nick mình quay thì hơi bị ối rồi anh em ạ. Rồi nói chung là thế là đã hoàn thành nhiệm vụ đối với người anh em giao rồi, rất là đỏ luôn anh em ạ. Thực sự mà nói thì quá là đỏ, mình không nghĩ đâu có thể là full book được luôn đâu. Thôi thì còn 400 coin thì cũng sang quay nốt book show time, nhưng mà mình nghĩ là cái book show time này thì khó đấy anh em ạ. Còn 400 coin thì có lẽ là không thể ra nổi đâu. Thôi nói chung là anh em người anh em có bảo là cứ quay ra hết book bù thì sang show time quay nốt. Nói thì mình cứ thế mà mình tiến hành thôi. Nhấp nhứ làm gì cũng khó đấy. Phiên bản book show time này thì mình cũng đã làm với con hàng Odegaard rồi. Đấy, anh em có đón xem trên kênh của mình nhá. Tiếp tục nào. Nói chung là khó. Mình nghĩ là khó đấy. Khó ra lắm. Nhân phẩm dồn hết sang bên book big time, big time và book Pausco rồi thì bên này khó lắm. Còn 400 coin thì khó khó. Nói chung là khó. Rồi, mình xin phép được quảng cáo tiếp một lần nữa là mình đang nhận nạp coin giá rẻ US. Đấy, anh em nào có nhu cầu nạp coin giá rẻ thì anh em cứ liên hệ mình qua số điện thoại Zalo và fanpage của mình nhá. Đảm bảo anh em nào hỗ trợ anh em nhiệt tình 24/7 luôn. Đấy, và anh em nào mà dùng máy Android đấy thì mình cũng vẫn nạp. Anh em nào muốn nạp hệ bên hệ US thì mình sẽ nhận quay hộ luôn, như người anh em Nguyễn Duy này đây. Đấy, người anh em Nguyễn Duy này thì cũng bên Android thôi, nhưng mà anh em nạp xong cũng nhờ mình quay hộ luôn. Đấy, rồi. Rồi cái video này thì mình cũng chắc có lẽ là mình xin dừng lại tại đây thôi. Book show time thì không ra con nào anh em ạ. Nói chung là 11.000 coin là ra full book big time là Elix. Đấy, có Lapad này, Pausco và Park Ji-sung. Đó. Rồi, cái clip này mình xin dừng lại tại đây nhá. Cảm ơn anh em đã xem video, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.